Kinh nghiệm ăn chay trường của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phần quà lần này là combo số 7 của thực dưỡng dành cho người mới bắt đầu. Thứ nhất là gạo lứt đỏ vụ 6 tháng, 2 kg, ngâm qua đêm rồi nấu thành cơm. Thứ hai là mè đen rang sẵn 200 g, trộn với muối hồng Himalaya. Thứ ba là muối hồng Himalaya 250 g, dùng để trộn muối mè. Bỏ muối vào cối giã nhỏ, bỏ vần theo tỷ lệ từ 1 thìa muối với 12 đến 16 thìa vần. Giã cho đến khi chỉ còn 10% vần còn nguyên hạt. Giã khéo sao cho vần vỡ ra, thấm dầu vào hạt muối ăn, như thế mới đỡ khát nước vì dầu thấm đều hạt muối, tránh ăn muối trực tiếp sẽ hại thận. Thứ tư là xích tiểu đậu sống 500 g, nấu chung với gạo lứt giúp tăng hương vị, giúp ăn cơm lứt không bị ngán. Thứ năm là bột gạo lứt 500 g, pha nước uống hoặc nấu chín để ăn khi đói. Thứ sáu là trà bancha, pha uống thay nước lọc hàng ngày. Thứ bảy là bột sắn dây 500 g, dùng nấu trà bình minh, gồm sắn dây, trà già, tương, gừng, mơ muối. Uống trước khi ăn sáng 30 phút, giúp thải độc, khôi phục lại đường ruột và hệ thống tiêu hóa. Thứ tám là mơ muối lâu năm 250 g, dùng khi cần thiết. Khi cảm thấy khó chịu, hãy ngắt một miếng mơ muối, ngậm cho nước miếng túa ra, làm nhạt miếng mơ rồi nuốt. Thứ 9 là tương tamari lâu năm 280 ml, có thể ăn chung với cơm gạo lứt thay muối mè, dùng nấu trà bình minh, dùng nêm nếm vào bột gạo lứt. Lưu ý, ăn như uống và uống như ăn, ăn nhai kỹ thành nước rồi mới nuốt một lần. Uống khi khát, không nên uống nhiều nước. Tổ yến làm từ nước bò con chim yến rất bổ và đắt đỏ. Cũng vậy, việc nhai kỹ giúp phát huy công dụng của nước bọt chúng ta. Các chất bổ dưỡng trong hạt gạo lứt sẽ được bung ra. Đó là lý do chỉ ăn gạo lứt muối mè cũng đủ chất. Người ta nói bệnh gì cũng ăn gạo lứt muối mè. Gạo lứt muối mè không giúp trị bệnh, mà ăn gạo lứt muối mè giúp cơ thể trở lại trạng thái quân bình âm dương. Khi cơ thể chúng ta được quân bình, thì sẽ tự sửa chữa những bệnh tật trong người do quá trình ăn uống sai lầm lâu dài gây ra. Nếu các bạn không thích nhận phần quà trên, có thể thỉnh một trong những phần quà đã đăng trên kênh dành cho thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Và những món quà này chỉ áp dụng cho thành viên cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Để nhận được quà, bạn hãy quay video về chế biến món ăn chay mà bạn thấy ngon miệng và kể rằng bạn ăn chay trường từ lúc nào, vì sao bạn ăn chay, kinh nghiệm ăn chay của bạn như thế nào và lợi ích đạt được sau khi bạn chuyển qua chế độ trường chay. Bạn lưu ý là độ dài video trên 5 phút và gửi về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com. Các bạn đồng ý cho kênh đăng video để khuyến tấn mọi người chuyển qua chế độ ăn trường chay. Mình rất mong sớm được cúng dường những món quà này đến cho các bạn. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Om ha ha ha, Om sam mo di so ha. Om ha ha ha, Om sam mo di so ha.